Canada nổi tiếng với thiên nhiên rộng lớn hoang sơ sự phong phú của các kỳ quan thiên nhiên thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm từ các thị trấn nhỏ cho tới rừng cây thác nước nổi tiếng Canada mang đến một sự dung cảm đặc biệt cho du khách ghé thăm nằm giữa công viên quốc gia và được bao quanh bởi một phong cảnh núi non thị trấn là một điểm thu hút khách du lịch cung cấp nhiều địa điểm và hoạt động đẹp như tranh vẽ bao gồm leo núi trượt tuyết đi xe đạp trong khi đó đại lộ benf nằm ở trung tâm của thị trấn có rất nhiều quán cà phê nhà hàng cửa hàng và bảo tàng cùng kiến trúc lịch sử tha hồ cho du khách khám phá, được biết đến là một trong những thị trấn nhiều màu sắc nhất thế giới. Thông thường người ta sẽ mong đợi màu sắc rực rỡ và những ngôi nhà sống động ở một nơi nào đó, nơi luôn ấm áp và đầy nắng. Tuy nhiên, khí hậu ở sưu tầm, rôn thường lạnh và ảm đạm, nhưng điều đó không ngăn cản người dân địa phương vẽ những màu sắc rực rỡ lên các tòa nhà của họ. Khách sạn Glace là khách sạn băng đẹp nhất trên thế giới. Cả khách sạn được làm bằng băng trông giống như một lâu đài bằng thủy tinh, tạo ra một cảnh tượng rất lãng mạn và đẹp tuyệt vời. Chỉ cách trung tâm thành phố Quebec vài phút, khách sạn gặp gỡ và chào đón khách với một loại đồ uống được phục vụ trong một chiếc ly cũng được làm bằng bằng, mặc dù ở trong khách sạn băng nhưng các phòng đều có túi ngủ ấm áp, đảm bảo khách có được sự nghỉ ngơi thoải mái và ấm cúng nhất. Nằm trong công viên quốc gia côte này đây là một ốc đảo hoang sơ tuyệt vời, di sản thế giới, thu hút những người đi bộ đường dài, leo núi và nhiếp ảnh gia. Hafner Creek đặc biệt hấp dẫn đối với những người yêu thích cảm giác mạnh bởi những bức tường đá dốc đứng thách thức cả những người leo núi có kinh nghiệm nhất. Các du khách cũng bị cám dỗ bởi những cột băng tuyệt đẹp và hang Caverman, nơi có những nhũ đá khổng lồ. Hồ trên núi tuyệt đẹp này nằm giữa biên giới với Mỹ, Công viên quốc gia Hồ Waterton, kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất và nổi bật nhất toàn khu vực. Tại đây, du khách được cung cấp một hành trình thú vị trên một con tàu, đi theo bờ biển Waterton để chiêm ngưỡng thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp nơi đây.